Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin chào tất cả các bác. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì trung tâm điện tử Hạnh Phương về khá nhiều pin sạc mới. Bởi vì là có những bác đã từng mua pin sạc của Hạnh Phương rồi, cho nên là các bác cũng rất là biết đến cái chất lượng của dòng pin sạc mà Hạnh Phương đang phân phối cho các bác. Đó chính là dòng của pin của hãng Energizer, dòng pin của Mỹ. Dòng pin này thì với chất lượng pin sạc của nó cực tốt, và hầu như các bác mà mua một lần thì đều mua lại. Bởi vì là những bạn bè anh em đến chơi cũng như sử dụng cái bộ pin này thì thấy rằng nó chất lượng rất là tốt, cho nên là thường mua hộ. Thì ở đây pin sạc này thì các bác biết rằng là nói thì em cũng đã giới thiệu các bác rất nhiều, kể cả trên kênh mới cũng như kênh cũ. Thì đây là một cặp pin sạc, nó được sử dụng hai quả pin. Dòng pin này được sản xuất ở Nhật Bản. Các bác quan sát kỹ, đây là tem nhập khẩu của công ty này. Công ty trách nhiệm hữu hạn DSHK Việt Nam, ở độc lập công khu công nghiệp Việt Nam Singapore, ở tỉnh Bình Dương. Đấy. Pin này được sản xuất ở Nhật. Nó có rất nhiều cái thứ tiếng khác nhau các bạn. Có tiếng Anh này, có tiếng Nga này, có tiếng Thái hay tiếng gì đây này các bạn ạ. Rất nhiều cái tiếng khác nhau. Được quản lý chất lượng bởi hãng Energizer của Mỹ. Cái logo này thì chắc cũng không lạ gì với các bác rồi đúng không? Đấy. Thì hiện tại thì ngày hôm nay các bác cứ thử mở ra một cái hộp này. Đây là hàng nhập khẩu nguyên thùng đây. Check by Kutz, tức là Trương Như Phượng, tức là đây là người kiểm tra và nhập hàng do cái bạn tên là Trương Như Phượng nhập khẩu. Thời gian nhập khẩu về Việt Nam đó là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2019. Và sản phẩm này chúng ta hãy mở nó ra. Đây là tem niêm phong của công ty. Đấy, tem niêm phong công ty. Hàng này thì sử dụng cho được tất cả các dòng mic không dây hiện nay có trên thị trường. Tất cả các dòng mic không dây đều có thể lắp được. Ví dụ như là mic Apollo như thế này. Đấy, là chúng ta có thể lắp được. Và hiện tại thì anh Phương cũng vẫn đang sử dụng những dòng mic này để dòng pin này để dùng để test máy. Chứ còn nếu như anh Phương mà sử dụng những pin thông thường để test máy thì chắc là tốn tiền lắm các bác. Đấy. Mở ra các bác thấy rằng là anh Phương đang dùng pin Energizer. Nó rất phù hợp cho tất cả các dòng mic. Nếu như mà mic thông thường, mic các bác thấy rằng là những dòng mic mà ăn pin, ví dụ như BBS hoặc là UGX8910 thì các bác sử dụng được khoảng 2 tiếng với một bộ pin thường. Thì với một bộ pin sạc này các bác hát được từ 7 đến 10 tiếng liên tục. 7 đến 10 ngày liên tục các bác. 7 đến 10 ngày chứ không phải 7 đến 10 tiếng. Mỗi ngày hát 2-3 tiếng. Rất nhiều bác đã sử dụng dòng pin sạc này rồi. Còn nếu như mic mà tiết kiệm pin thì cái thời gian sử dụng nó còn lâu hơn các bạn. Có những bác là lấy đến hàng chục bộ luôn. Đây ví dụ như bác này, bác Lê Văn Biên này, bác lấy cả 2 bộ luôn. Bác ở Bà Rịa Vũng Tàu, bác Biên là khách quen của em. Đấy, khi gọi điện thì bác nói rằng là cho bác chắc 3 bộ thì chắc là toàn bạn bè anh em thôi, bởi vì chắc bác dùng của em rồi. Cho nên là khi bạn bè anh em đến chơi thấy rằng nó rất là hay, rất là chất, thì anh em bạn bè cũng nhờ lấy hộ. Đấy. Nếu mở ra các bác cứ quan sát cái quy cách đóng gói thì các bác biết rằng cái pin sạc của Mỹ nó đóng gói rất cẩn thận. Từ những cái nêm này. Đấy, chúng ta thấy quy cách đóng gói này, từ những cái nêm này, từ những cái khăn giấy này để gọi là chống chảy xước cũng như là chống ẩm mốc. Mỗi cái này có thêm một cái khăn giấy này. Đấy. Hàng chất lượng nó như thế này các bác đủ yên tâm chưa? Còn đối với anh Phương thì cũng giới thiệu các bác nhiều, chỉ có cam kết như này này. Nếu như sản phẩm này mà các bác dùng nó không được từ 7 ngày mỗi ngày hát 2-3 tiếng trở lên thì anh Phương có thể nhận lại bộ pin sạc này và gửi lại các bác số tiền gấp đôi với giá tiền các bác mua bộ pin sạc này.
Hiện tại bộ pin sạc này đang gửi tới các bác với giá chỉ có 500.000 đồng một bộ pin chính hãng của Energizer này. Đấy. Các bác để ý kỹ nhé, đây là trong này nó có 3 cái thông số chuẩn. Đó là dòng sản phẩm này là sản phẩm của Mỹ này. Do công ty Energizer của Mỹ, đúng không? Nó có sách máy có chứng như các bác nhá. Pin sạc thì được sản xuất ở Nhật Bản. Đây này. Battery này. Máy sạc được sản xuất ở bên Trung Quốc. Tất cả được quản lý chất lượng bởi Mỹ. Đó. Dòng này thì thời gian sử dụng của nó khá lâu. Như anh Phương đang sử dụng nó rơi vào gần 8 năm rồi. Thì pin sạc của nó sử dụng rất là tốt. Rất là tốt. Nó phù hợp cho cả những cái đồng hồ. Ví dụ như các bác sử dụng đồng hồ treo tường. Phù hợp cho cả những cái bộ điều khiển. Hoặc là những bộ đồ chơi của trẻ em. Chúng ta có thể hết pin chúng ta này đem vào sạc. Giống như kiểu cái máy điện thoại các bác. Hết pin này đem vào sạc. Dùng thoải mái mà không bao giờ phải lo hết pin. Đấy. Giá thành đầu tư của nó chỉ đầu tư một lần giá có 500.000 đồng. Nhưng mà các bác được lợi gấp đến chục lần so với giá trị thực tế của nó như này. Hàng chục lần luôn các bác. Tính chi tiết anh Phương đã làm phép tính cho các bác nghe rồi đúng không? Bình thường nếu mà tính chi tiết ra một đời cái pin sạc này các bác sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Từ 7 đến 6 triệu đồng. Hiện tại thì hàng hôm nay về được 3-4 hộp. Trong đó thì có những gồng pin rời như này nữa các bác này. Ngoài ra thì các bác có thể dùng pin rời như thế này. Ví dụ anh em phòng hát hoặc anh em đi như kiểu là đi có kéo ấy. Chúng ta đi cả ngày. Nếu như để phòng trường hợp hết pin thì chúng ta cần thêm những cái bộ pin rời như thế này. Giá của bộ pin rời đó là 175.000 một cặp các bác nhé. Hãy gọi cho anh Phương với số máy 0971998555. Và chắc chắn các bác không bao giờ phải suy nghĩ về cái bộ pin sạc mà anh Vương đang giới thiệu cho các bác này. Nó chất lượng cực kỳ luôn. Cam kết hàng chính hãng. Cam kết hàng sử dụng lâu dài, bền bỉ. Cam kết là hàng chuẩn chất lượng. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ. Xin chào các bác.